cũng được mà, tại đối với mình là lãnh đạo và với mình nè, với mình là đối với mình đảng đối với gia đình đảng là không hoàn toàn là với mình nó, với mình cũng là đó, với mình bây giờ hoàn toàn được, mua cái điều chi được vậy, thế giúp mà xem em nói chuyện này nó là gì đây thì mẹ nó, bạn có mà ba phú em thì mà free không được nữa, thế bây giờ trẻ là hả, thế bây giờ trẻ là hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.